Thế giới đèn trang trí, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc bạn một ngày một tốt lành. Thì nay mình review một chút xíu cái một vài cái mã sản phẩm mới mà bên shop Thế giới đèn trang trí vừa mới về, một vài cái mẫu đồng hồ các bạn nhá. Đó, thì mình update thêm được 4, 5, 6 mẫu đồng hồ mới các bạn ạ. Đó, thì mình sẽ đi cận cảnh cho các bạn xem một vài cái mẫu đồng hồ. Thì cái mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ phong cảnh Hyundai các bạn nhá. Thì các bạn nhìn xem những cái chi tiết của nó này, thực sự nó rất là đẹp mọi người ạ. Cái sự gia công của nó thì nó cực kỳ là tỉ mỉ và tinh xảo các bạn nha. Ngoài ra thì cái mặt này thì nó được làm bằng kính các bạn nha. Đó, có một cái bức tranh Hyundai. Bức tranh Hyundai này thì ở đây thì nó được đính những cái hạt cườm, nó có những cái màu xạ đây rất là đẹp. Đó, thì các bạn nhìn kỹ ở đây. Đó, nó giống như là một cái bức tranh các bạn nhá. Đó, các bạn nhìn về tổng thể sơ bộ của cái chiếc đồng hồ này. Rất là đẹp. Đó, khi mà nó có ánh điện vào hoặc là các bạn nhìn ở cái gương của nó các bạn, đó thì nó sẽ mặt kính của nó thì nó sẽ có độ bóng rất là đẹp. Rồi tiếp theo nữa thì đây là một mẫu đồng hồ nữa các bạn nha. Thì mẫu đồng hồ này thì nó sẽ có cái tông màu đen trầm. Đó, rất phù hợp với những cái không gian mà các bạn làm phong cách nhà nó hiện đại, rồi những cái đồ của mình theo cái trường phái phong cách hiện đại các bạn ạ. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem một chút xíu. Đó, cây đều được làm bằng sơn tĩnh điện, rất là đẹp các bạn nha. Màu nó hơi rộm, nó hơi gọi là xù xì, nó nổ nổ một chút xíu. Rồi, đây là mặt đồng hồ của nó này các bạn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái bức tranh của Hyundai này rồi đúng không ạ? Đó, thì cái màu vàng của con hươu nhìn đẹp cực kỳ luôn. Ngoài ra trên cái cây này nó cũng được gắn những cái hạt cườm đá các bạn nhé. Nó có những cái màu xanh, nó phản xạ ánh sáng vào, nó rất là đẹp. Đó, thì các bạn có thể nhìn này, thấy được cái mẫu đồng hồ như thế này. Ngoài ra thì nó còn có thêm gọi là những cái dán, ví dụ khi chúng ta gắn lên trên tường các bạn, chúng ta sẽ dán thêm những cái dòng chữ hoặc là những cái chữ đề co như thế này, dán thêm vào. Chiếc đồng hồ này cũng thế nha mọi người, nó cũng có thêm một cái miếng dán này nữa này. Đó, các con vật Hyundai có thể mình dán xung quanh để gọi là mình tạo thêm cái trang trí cho nó. Đó, cây cối rất đẹp. Và tiếp theo nữa thì đến một cái mẫu đồng hồ này nữa. Mẫu đồng hồ này thì nó là con công các bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Về cái phong cách của nó, trang trí thì nó cũng giống như những chiếc kia, thì mặt của nó sẽ là một cái mặt kính, sau đó nó được gắn những cái hạt cườm ở đây. Đó, các bạn nhìn kỹ này, nó là những hạt cườm nổi các bạn nhé, chứ nó không phải là nó in như thế đâu, mà nó là hạt cườm nổi, nó dán trên cái hình này để nó tạo ra được cái hiệu ứng ánh sáng, cũng như là hiệu ứng về cái độ thẩm mỹ trang trí của nó. Đây các bạn nhìn kỹ này, đó, nó là những cái hạt cườm nha các bạn nhé. Đó, một mẫu đồng hồ rất là đẹp. Để trang trí trong không gian nhà thì chắc chắn là đây là một trong những cái sản phẩm để có trang trí rất là đẹp các bạn ạ. Đó, ngoài ra thì mình cũng về những cái mẫu đồng hồ công nhỏ các bạn nha. Đó, đây là cũng là công đôi, hai con công, kia cũng là công đôi. Rồi, đây nó là công đơn. Rồi, đây nó là công đôi, nhưng mà đôi này nó là đôi vờn. Lại mình chưa mở cái phần dưới ra. Đó, ngoài ra thì còn rất là nhiều mẫu nữa mình chưa khui các bạn nhé. Thì bạn nào có cần xem những cái mẫu đẹp như thế này thì có thể qua cửa hàng mình để xem, để mình có thể tư vấn kỹ về những cái mẫu sản phẩm để nó phù hợp với không gian nhà của các bạn nhé. Quá đẹp. Sờ vào những cái nước sơn mạ của nó thì các bạn sẽ thấy được là rất đẹp. Đấy, các bạn nhìn kỹ này. Đó, trong những cái lùm cây này nó đều có những cái hạt đính này, nó đều nổi các bạn nha. Những cái hạt cườm kim sa nó đều nổi hết. Bởi vì bản chất là những cái bức tranh này, nó có khi nó có cái kính vào các bạn nhìn thấy cái độ bóng bẩy và cái sự phản xạ của nó, nhìn cảm giác nó rất là sang, cực kỳ sang. Đó, các bạn nhìn này, cái màu đen của nó thì nó cực kỳ là thắm màu luôn, nó rất là hút màu. Khi bạn trang trí trên một cái tường trắng ấy, thì những chiếc đồng hồ này nó rất là nổi. Đó, mỗi cái thì nó sẽ nổi theo một cái phong cách riêng. Ông này thì nổi theo kiểu màu nó vàng, nó nhẹ nhàng. Còn là cái màu kia thì nó lại đậm đà. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này.